cá coi của Nhật. Là cái thuốc của Nhật Bản. Nước tức là trong và sạch. Và cá cũng rất là dạng. Không sợ người. Rất nhiều và còn là cá bự. Ờ, ảnh cho nên thì ảnh cũng đi dạ dạ phải đấy. Đấy cắt đây miếng chưa để nó mới bù đó bù ra nó bù đi ra đó rồi đấy rồi bù đi chút chút thôi nhưng mà lên cầu á dạ cũng dạ rất nhiều. Ngày trăng mấy lần anh? Dạ, 3 lần. Tuổi này tuổi cuối chưa? Dạ, cuối rồi. À, cuối rồi. Dạ, chiều cho nó đó. Dạ. Quay, coi anh dớ được trắng đen lên chiếc cuốc thì mình quay chiếc được phải không? Con háo đem đi đâu ạ? À? Qua sức đến nó từ từ đi xíu đi cò lý ơi để cho nó ăn hết đi nè ăn tiếp đi ừ nó thấy cá nó màu đậm rồi ba mà đen trắng mà cho trơn nó màu đậm ôi sáng màu đậm có đen ra thấy không cái này các bạn đâu không? Nó mới mà dài cũng 1 năm á. Sao nó 3 ngày. Cái đó mình chích cho cái gì anh? Kháng sinh. Kháng sinh là mình xuất cái tím một cái trùng anh. Dạ. Cái trùng vết thương á. Cái kháng sinh được. Dạ. Con nó đẹp. Thì nó giống beo beo nó màu đậm nhưng mà càng mát càng đậm cá nó càng khoái. Dạ. Mê lắm. Cá này nó hít lặn gì đó. Ủa, còn một cái nu. Cái lồng từ đó ra qua đây.
nó nằm ngang á. Hồ này mình xong hết mấy chú à? Này hết 8. Dạ. Em chở mà nuôi cái con này là hợp đó. Dạ. Con nhập viên này mà nó lớn được lâu lắm rồi anh ha. Con nào anh? Con viên này. À dạ dạ. Cái đó anh lấy của công nghiệp về rồi. Dạ. Con một cái lưu. Con nhập viên này mà nó lớn được lâu lắm rồi em ha. Con nào không? Con viên này nè. À dạ dạ. Cái đó anh lấy một công việc về là không? Dạ. Thích thì cái chứ. Cái này không được, cái này là cái đó là cái lồng nha. Đúng đúng. À, cái lồng từ nó ra qua đây. Nó nằm ngang á. Dạ.
Hồ này mình sâu mét mấy chú hả? Này mét 8. Dạ. Em chảy mà nuôi cái con này là hợp đó. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.